Ban thờ Pháp Duyên xin kính chào quý khách. Pháp Duyên xin được giới thiệu đến quý khách bộ ban thờ thần tài, thổ địa mái bằng hoa sen. Ban thờ được làm với chất liệu gỗ xoan đào cao cấp, được xử lý với công nghệ hiện đại, chống mối mọt cong vanh, bền bỉ với thời gian. Ban thờ được thiết kế hiện đại, sang trọng với họa tiết hoa sen. Ban thờ có giá 1.690.000, tam cấp có giá 890.000 và kệ kê có giá 1.290.000. Tổng giá cả bộ 3.870.000. Ngoài ra quý khách có thể mua kèm bộ tượng thần tài thổ địa và đồ thờ bằng sứ với họa tiết hoa sen. Bộ tượng tài địa kích thước 20cm có giá 1.490.000, bài vị có giá 90.000. Bộ đồ thờ bao gồm 1 bát hương, 3 lý nước, 2 lọ hoa, 2 đĩa thờ, 5 chén nước và 1 ống hương, tất cả có giá 3.930.000. Nếu quý khách thấy ưng ý, quý khách có thể mua toàn bộ combo với giá ưu đãi 7.800.000. Kính mời quý khách cùng chiêm ngưỡng bộ ban thờ thần tài, thổ địa mái bằng hoa sen. Kính chúc quý khách vô lượng cát tường.